24 điểm. Trên bảng Trúc đã có 104, như vậy Trúc còn 6 điểm để giành vé vào tứ kết. Còn 5 tập. Như vậy chỉ còn một thôi các bạn. Tuy nhiên cái vị này không hề dễ dàng chút nào. Đợi chờ xem chút có kết thúc trận đấu ở điểm này không. Nhưng còn một thì phải suy nghĩ. Phước Thành cũng còn 5 để chiến thắng Minh Trung và một vé vào tứ kết. Kết thúc bằng đỏ. Như vậy cú cúp thiếu một chút tạo cơ hội cuối cùng cho Quỳnh Vũ có thể lội lên vòng không. Và trên bảng hiện nay Trúc 99, Quỳnh Vũ 136, rất thiệt cực. Như vậy bên kia Phước Thành đã giành một vé vào tứ kết để gặp người thắng trận đấu này giữa Minh Vũ và Minh Trúc vào ngày mai. Cú đánh khá một kìa, 3 bằng nhưng mà thiếu rồi. Cú quá mỏng và thiếu phê. Và Thành Trúc có cơ hội cuối cùng để chồn cái bây giờ kết thúc trận đấu không. Như vậy Thành Trúc đã giành chiếc vé vào tứ kết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào các trận tứ kết đến chung kết vào 9:30 sáng mai tại câu lạc bộ Gold Melody Giai Điệu Vàng số 2 Bùi Quang Là, phường 12 Gò Nhất. Xin chào, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.